Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Tôi là Ngọc Quý và như thường lệ ở phần 2 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần cập nhật những thông tin trong nước cũng như là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Và thưa quý vị, mở đầu sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Tiếp nối các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện việc đưa cổ phiếu lên sàn thì mới đây Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex cũng đã công bố kế hoạch lên upcom sau nhiều thông tin đồn đoán, dự kiến thời gian sẽ là vào ngày 31 tháng 12 năm 2016. Theo báo cáo hợp nhất của quý 3 2016 của Vinatex thì tập đoàn này có vốn góp của chủ sở hữu là 5.000 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu là gần 7.400 tỷ đồng. Vinatex còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 483,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Vinatex đạt 11.303 tỷ đồng doanh thu, 455,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thưa quý vị. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế mới đây đã ra quyết định truy thu phạt công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam KDV mã chứng khoán là CAV do kê khai sai, đồng thời phạt tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp này số tiền là 15,84 tỷ đồng. Trong tổng số tiền phạt này thì khoản truy thu lớn nhất là truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 8,53 tỷ đồng. Các khoản truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu đều trên 500 triệu đồng. Bên cạnh đó thì CAV còn chịu mức tiền phạt do kê khai sai gần 1,8 tỷ đồng. Tiền chậm nộp thuế gần 3,86 tỷ đồng. Và thưa quý vị, trong đó thì số tiền chậm nộp được tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2016 và KDV có trách nhiệm tự tính số tiền chậm nộp bổ sung từ ngày 4 tháng 11 2016 đến thời điểm thực hiện nộp số tiền tri thu thuế vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Vingroup đã công bố việc chuyển nhượng 80% cổ phần sở hữu tại Vinlinks, hay còn được biết đến với tên gọi là công ty cổ phần chuyển phát và thương mại Phát Lộc. Theo quyết định này thì hội đồng quản trị của Vingroup sẽ chuyển nhượng gần 8 triệu cổ phần, tương ứng với gần 80% vốn điều lệ của thương mại Phát Lộc, là toàn bộ số cổ phần mà Vingroup nắm giữ tại đơn vị này. Và sau khi chuyển nhượng hoàn tất thì Vingroup không còn sở hữu vốn trong công ty cổ phần chuyển phát và thương mại Phát Lộc, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines đã gửi văn bản cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về lịch chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của tổng công ty mã HVN trên sàn upcom. Theo đó, thì ngày hôm nay, ngày 30 tháng 11 là ngày mà Vietnam Airlines chốt danh sách cổ đông trước khi lên sàn. Đây là cổ phiếu đang rất được mong đợi của giới đầu tư và nhiều nhà đầu tư cũng rất lạc quan khi cho rằng cổ phiếu của HVN cũng sẽ tăng giá mạnh như là cổ phiếu của ACV của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và cổ phiếu của HNB của Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với phần cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Morgan Stanley, Google có thể thu về 3,8 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ smartphone Pixel trong năm 2017 tới. Tính toán được dựa trên kỳ vọng của Google sẽ bán được khoảng từ 5 đến 6 triệu chiếc điện thoại Pixel trong năm sau. Và đối với hai sản phẩm này, có giá rẻ nhất là 649 đô la và đắt nhất là 869 đô la. Và thưa quý vị, các chuyên gia cũng dự báo doanh số của Pixel trong 3 tháng cuối năm 2016 đạt được 3 triệu máy, mang về doanh thu là 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, thì Morgan Stanley cũng ước tính lợi nhuận của Pixel đóng góp cho Google bằng một nửa những gì mà iPhone đã làm cho Apple do giá nguyên vật liệu của Pixel cao hơn. Và Pixel có biên lợi nhuận gộp là từ 22 đến 25% tùy theo từng mẫu, trong khi biên lợi nhuận gộp của iPhone vào khoảng 41%. Dù đã giảm đáng kể so với mức là 57,7% của năm 2009. Và kính thưa quý vị, tuy nhiên thì Google không chỉ thu lợi nhuận từ doanh số của Pixel mà còn từ chính người dùng Android. Người dùng trung bình chi nhiều gấp 3 cho ứng dụng iOS thay vì Android. Kính thưa quý vị, hãng hàng không Airbus hôm qua cho biết đang tiến hành cắt giảm hơn 1.000 nhân sự tại châu Âu và đóng cửa một trong những chi nhánh của tập đoàn tại Paris. Đây là một trong những bước đi trong tiến trình tái cấu trúc mà tập đoàn hàng không của Pháp đang thực hiện. Và thưa quý vị, theo công bố chính thức mới đây thì Airbus sẽ cho cắt giảm khoảng 640 nhân sự đang làm việc tại Pháp sau khi cho đóng cửa một trung tâm nghiên cứu tại đây. Và khoảng 429 nhân sự khác đang làm việc tại Đức cũng nằm trong danh sách bị sa thải của tập đoàn. Và tổng cộng thì số lượng việc làm mà Airbus cắt giảm trong chương trình tái cấu trúc lần này lên đến con số hơn 1.100. Và thưa quý vị, theo Airbus thì mảng kinh doanh máy bay trực thăng của tập đoàn này đã liên tục suy yếu trong thời gian gần đây. Airbus đã phải chi ra gần 2 tỷ euro để bù vào chi phí sản xuất dòng máy bay quân sự A400M. Và ngay cả dòng sản phẩm flagship A380 cũng không mang đến cho hãng những kết quả kinh doanh được như kỳ vọng. Và cũng theo kế hoạch tái cơ cấu thì Airbus dự tính sẽ sáp nhập mảng kinh doanh máy bay thương mại vào tập đoàn Airbus vào trước mùa hè của năm 2017 tới.
Kính thưa quý vị, theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố thì nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bật tăng trên 3% trong quý 3 năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng lạc quan nhất trong vòng 2 năm qua. Và theo số liệu mới cập nhật của Bộ Thương mại Mỹ đêm ngày 29 tháng 11 thì tăng trưởng GDP của nước này trong quý 3 vừa qua đã đạt mức là 3,2%. Mức này đã vượt dự báo trước đó là 2,9% cũng do Bộ Thương mại Mỹ công bố hồi tháng 10. Và kính thưa quý vị, động lực chính đã thúc đẩy cho tăng trưởng GDP trong quý vừa qua là do người dân Mỹ đã tăng cường mở rộng hầu bao chi cho tiêu dùng. Trong đó thì chi tiêu của người dân Mỹ cho các mặt hàng sử dụng lâu bền đã tăng 2,8% so với quý 2, đồng thời cũng vượt xa cả sự kỳ vọng của các chuyên gia đưa ra trước đó. Và số liệu cũng chứng minh rằng bức tranh kinh tế Mỹ cũng không ảm đạm như tuyên bố của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump trong chiến dịch tranh cử cách đây không lâu. Bên cạnh đó thì số liệu tăng trưởng kinh tế quý 3 khả quan cũng đã góp phần giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau phiên giao dịch ảm đạm hôm đầu tuần. Và cả ba chỉ số chính của phố Wall là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 11 thưa quý vị. Và tiếp theo xin được chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán thế giới thưa quý vị. Chứng khoán Mỹ xanh sàn trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 11 nhờ sự hỗ trợ từ nhóm ngành y tế. Giá dầu giảm mạnh trong phiên đã tạo áp lực lên các mã năng lượng, nhưng thị trường vẫn may mắn giữ được sắc xanh vào cuối phiên. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đồng loạt tăng từ hơn 0,1 đến hơn 0,2%. Thị trường có được sự hồi phục nhẹ sau phiên giảm điểm liền trước và các chuyên gia nhận định rằng chứng khoán Mỹ đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Nhà đầu tư tỏ ra tin tưởng vào những kế hoạch tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng cũng như là các giảm thuế nhằm thúc đẩy nền kinh tế của nhà tỷ phú người Mỹ. Và thưa quý vị, trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 11 thì đà dẫn dắt thị trường thiên về nhóm ngành y tế. Đây cũng là nhóm tăng điểm tốt nhất tại S&P 500 với mức tăng là 0,7%. Cổ phiếu của United Health, tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ cũng đã tăng đến gần 4% trong phiên này. Ở chiều ngược lại thì giá dầu lao dốc đã khiến cho nhóm ngành năng lượng tại S&P 500 mất đến hơn 1% trong phiên. Thị trường vẫn bị bao trùm bởi tâm lý hoài nghi trước việc OPEC có đạt được một thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không trong cuộc họp các bộ trưởng diễn ra tại Viên nước Áo vào ngày 30 tháng 11. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á phản ứng đan xen trong phiên cuối cùng của tháng 11, trong đó thì áp lực lớn nhất tại các thị trường đến từ sự suy yếu của giá dầu. Và kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 11, chỉ số Nikkei của Nhật và Kospi của Hàn Quốc may mắn giữ được sắc xanh, trong khi SX200 của Úc và Shanghai của Trung Quốc thì mất đến gần 1%. Và thưa quý vị, hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới đều hướng mắt về thủ đô Viên của nước Áo, theo dõi kết quả cuộc họp cấp bộ trưởng của khối OPEC về thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong ngày 30 tháng 11. Và mặc dù có sự hồi phục trong ngày 30 tháng 11, nhưng việc giá dầu thế giới lao dốc đến gần 4% trong phiên đêm trước đã tác động tiêu cực đến nhiều thị trường. Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí và năng lượng tại châu Á không nằm ngoài xu hướng chung. Cổ phiếu của các đại gia dầu khí như là Santos, Oil Search hay Woodside Petroleum giảm mạnh từ trên 2% đến gần 3%. Ở chiều tăng điểm thì diễn biến ấn tượng thuộc về cổ phiếu của tập đoàn Samsung Hàn Quốc với mức tăng gần 4%, góp phần giúp cho thị trường này tìm được sắc xanh vào cuối phiên. Và Samsung hôm thứ Ba đã công bố kế hoạch hoàn trả 50% dòng tiền tự do trên thị trường cho các cổ đông trong năm 2016 và 2017 tới. Trước đó thì Reuters đã cho biết giá trị thị trường của hãng điện tử khổng lồ này của Hàn Quốc vừa tăng thêm 9 tỷ đô la trong năm nay thưa quý vị. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật nhanh những thông tin trong nước cũng như là những tin tức quốc tế trong chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị cùng giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chương trình và gặp lại chuyên gia chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.